Rồi, xin chào tất cả các bác. Thì hôm nay chuyên lại giới thiệu cho các bác một sản phẩm, đó là con T16 tung alloy này, hàn tiếp chuyên thép inox và thép cứng nhá. Thì hôm nay chuyên sẽ lấy con này, chuyên sẽ chạy thử C55 cho anh em quay, để mọi người được mua cái sản phẩm này về phục vụ cho việc sản xuất gia công. Con này thì chip của nó là giờ 02 chuyên tinh và bé khoai của dòng tinh nhá, thì nó chạy rất là tốt. Thì bây giờ chuyên sẽ test cho mọi người coi, nó chạy 5 đến 10 ly cho anh em coi. Đó, anh em nào quan tâm thì xin liên hệ, cũng chỉ còn một số này nữa thôi, không có nhiều. Đó, chỉ còn khoảng 200 viên nữa thôi. Thì anh em ưng thì mua với giá là 1.500.000 trên 100 chip sẽ được tặng một cán 20 như thế này, như trên máy. Đó, đây là trên sẽ bán vừa khuyến mãi cán cho anh em sử dụng nhá. Rồi thì anh em nào quan tâm thì liên hệ qua số điện thoại là 0989821011. Rồi là trên sẽ tiếp thử cho anh em coi. Sẽ chạy tự động. Đây là 8 ly, 8 đến 10 ly. Ăn một lửa con dao nhé. Đó, chạy rất là dữ dằn. Nó chạy nó có thể là chui. Chuyện sẽ chạy đây. Nghiêng đi một tí cho nó, đây là nó bị ma sát lớn, nó cắt rất là mạnh. Hãy cho một cái đầu xéo đi một tí. Cho nó chống cái dung để lấy cái con máy mình chạy qua biến tần nó hơi yếu, để mình sẽ tăng tốc độ lên chút nữa coi. Chạy qua biến tần nó không ổn định cái máy. Vậy là chạy lên 33 nên là chạy qua biết tận thôi. Tăng hết tốc độ và mình dám chủ tính lại.
Việt Nam. Được. Đó, mình sẽ chạy tinh lại. Quất này mà nó phá thì rất là chất lượng. Thép inox là bao luôn. Đó. Chỉ sợ không có phôi mà cho nó ăn thôi. Càng ăn dày thì nó càng sướng. Thì mọi người thấy không? Cái phôi nó lên. Phôi nó cháy cỡ này. Chạy nút ra gió phôi. Đó. Chờ mình sẽ chạy tiếp cái bát cái điện ở đây. Chạy qua hết tầng nên là nó cũng không có bản thân nó là chuyên inox, con này nó inox nó tốt. À, góc béo quay nó rất là ngọt. Đây là C55 nhé, chứ không phải là thép thường. Đây là chạy chiếc C55 nhé mọi người. Thép này là thép tốt. Mình đặt ra để mình làm mấy cái chui dao ấy. Mấy cái lối của đài dao. Nên là nó rất là tốt. Cho đi
đi hết cả bát luôn. Giá nó dày như này. Thì là cái giày quá cứng luôn. Đau hơn thật. Là cái giày to. Và đi phát 10 ly này. Đó. Cái máy của mình chạy biến tần nó hơi yếu. Nếu mà máy của các bác mà khỏe mà chạy đảm bảo chạy được hết công suất thì các bác cắt ngập dao nó cũng ăn được nhé. Đây nhìn cái phoi nó ra, phoi nó cứng như cái cắt C55 nhé. Này là C55 chứ không phải là thép thường nhé. Thép, nếu mà thép thường thì nó quá đơn giản rồi. Đây C55 cắt ra đâu nó cháy, gặp nhiệt độ bên ngoài trời nó đấy nó cháy luôn. Đó. Con chip này nó rất là tuyệt vời, mình rất là thích cái con chip này, vừa chạy tinh chạy thô, chuyên inox nhé, chuyên thép inox. Con này phú tím hạt nặng rất là tuyệt vời. Giờ không giờ không hai đó, anh em ưng thì liên hệ chuyên qua số điện thoại 0989821011 nhé. Còn khoảng 200-300 viên thôi. Anh em mua 100 viên thì giá 1,5 triệu tặng một cán 20 trong ngoài đó. Rồi anh em quan tâm thì liên hệ. Rất là tuyệt rồi nhá. Đó. Đây nó chạy tinh này. Chạy tinh như CNC luôn này. Đó. Cái lớp chạy rất là đẹp. Rồi các bác quan tâm thì liên hệ em. Hôm nay em test mẫu này. Tích cực em sẽ test cho mọi người nhiều mẫu hơn nữa, tại vì trong kho giờ rất là nhiều. Đó, nhìn được cái phoi nó ra thì khiếp không? Đó, anh em vui lòng liên hệ hoặc xem được thì like chia sẻ, đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Trên sẽ có hàng mới, trên sẽ review lên cho anh em. Rồi, xin chào anh em nhé.